Vội vã vào quán trà sữa mua đồ, thanh niên gặp họa vì cửa kính quá trong. Trời ơi bão tắp mưa, mưa sơn. Rất may mắn là người thanh niên không bị thương sau vụ việc, và nhờ có quen biết với chủ cửa hàng từ trước nên anh đã không phải đền bù những thiệt hại gây ra hôm đó. Một nhân viên của quán trà sữa tiết lộ trên cửa kính có dán biển, đẩy vào, trên tay tay cầm, và người đàn ông này là khách quen. Chỉ vì vội vã chạy vào quán để trú mưa nên có vẻ vị khách đã quên mất điều này. Trong khi đó, người đàn ông liên quan đến vụ việc khi xem đoạn phim CCTV đã không khỏi bật cười. May mắn là anh không bị thương tích gì, và nhờ quen biết nên người chủ cửa hàng đã không yêu cầu vị khách bồi thường cho cánh cửa bị hư hỏng. Ngay khi thấy khách hàng gặp nạn, các nhân viên đã nhanh chóng đến trợ giúp và kiểm tra người này. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha! Thank you.